Nghị sĩ của hai đảng đã bất đồng về việc cải cách thuế. Nếu có điều gì mà các nhà lập pháp Cộng hòa có thể đồng ý với nhau thì đó chính là cải cách thuế. Đó chính là nhận định của trưởng khối đa số thượng viện Mitch McConnell đưa ra trong cuộc gặp gỡ với các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác và Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba ngày 24 tháng 10. Nội dung cuộc gặp là về những đề nghị cắt giảm thuế. Theo Reuters, một người biểu tình đã ném một nắm cờ Nga về phía Donald Trump và la lên những lời cáo buộc về sự thông đồng giữa ban tranh cử tổng thống của Donald Trump với Moscow. Tuy nhiên, nghị sĩ McConnell nói ông không lưu ý chuyện đó bởi vì chính các phóng viên cũng la hét quá ồn ào. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng Donald Trump và các chính khách cùng đảng Cộng hòa tại Thượng viện không thành thật về mục đích của kế hoạch thuế và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân Hoa Kỳ. Ông gọi kế hoạch thuế của đảng Cộng hòa là một thảm họa cho Hoa Kỳ.